Xuống chợ, xuống chợ hạn gì hả em? Không quay là không đi qua được đâu. Con nhìn vào sẽ đó hàng ra một cháu. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Guava để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Heaven.
Bầu đi.
chan khăn. Hãy subscribe cho kênh Guava để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thích thôi nhé. Thế là bác cần món gì bác cứ bày để tôi lấy. Thank you.
chị có vào bắt từ ao lên và cho vào cân nó chả nhảy nó chả. Mà nó rất là mặn.
sao đâu. Thank you.
Thank you.
Thank you.
là em bảo chị ơi nhặt cho em thì nhặt đây 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 xếp vào cho con. Kết bàn chân. Đó. Quần áo tao mua của nó ra thì không đổ đi mẹ thì con đứa chết. Mày chết chưa? Con kia trốn, con kia bắn. Nào, 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 anh nằm sau rồi. Anh ơi, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mấy kia ra chợ
100 anh thảm dài đường 120.000 một cái. Anh thảm dài đường 120.000 một cái. Của chị là hoa không hay là cả cây? Cơn mát mát kìa.
bạn mẹ. Bán đỗ Long Châu nhà bà có đúng không? Ừ. Sạch tắc chả có thuốc đem được nhiều bà. Hả? Được nhiều. Lấy của bà phân. Cái vào trong sân này, thấy chỗ ở đấy, và lấy cái xẻng, cái xẻng ra chỗ ở trong bếp à? Trong nhà nha, cái xẻng trong nhà. Để con xuống. Xe đây bà. Xe đây.
chỗ có ạ, ra đây xem có không. Anh cứ về đi con.
23 dây buộc tóc 10.000 luôn. Ai thích lấy cái gì thì lấy, ai thích nhặt cười thì nhặt, nhặt thế nào cũng được. Bà bánh à? Bánh chợ mua được cái gì đấy? Mua gì thì bà bánh. Hôm nay bà bánh không mua gì nữa. Để con nông ăn gà nhá. Nông thấy cái gì đó? Bà bánh trưng hả? Ừ. Đây. Gói bánh bán không? Gói ở dưới Phước Linh nhé. Vâng. Gói như thế này này. Thế là được thì sáng, sáng thì bán được. Xã thì xã là ăn. Dễ ăn nhỉ. Tăng cái gốc rồi. Đây kia bé cho con tăng. Nếu cứ mâm mâm không cần con tăng được. Đây rét không? Rét, thôi về rét rồi mà. Rét rồi, không đi ra ngoài sớm nhá. Lạnh lắm. Rét ở nhà thôi. Không dậy sớm mà rét. Sợ ốm, sợ chết thì là lại, chứ không thể nào. Được mấy cây nữa mà? 45 cây nữa không? Bếp như này là ấm thôi. Vâng. Rét mà. Bếp này có gì có khoai cho lớn. Khoai gì? Khoai lang này. Khoai lang. Không xeo tôi quấy này là phải biết được quấy, không biết được quấy là nó rách. Vâng, lá nó giòn mà. Giòn.
trên nó không sợ nó dưới. Chắc là kỳ quá vậy. Chắc kỳ quá. Chín quá rồi cả dây. Vậy thì hơi sắp hết rồi. Mềm lắm ạ. Mềm như bánh. Bánh ạ. Cái bánh này thế nào? Hiện 9 giờ rồi nhỉ. Bánh này để lâu. Luộc kỹ rồi để lâu. Cái này thoải mái. Vâng, mình luộc mềm mà ăn ngon. Hiện này nóng lắm. Cái này nóng lắm. Mới bớt. Nóng, bánh nóng. Đấy, phải cháy đi. Nóng lắm 2 giờ vậy. Nóng. Nóng mà. Nóng. Thơm đấy. Mùi đỗ chín thơm đấy. Ngon bạn. Dai ghê, ngon lắm. Ngon. Mày quá, không phải cháy mất. Ôi, con luộc thế mới ngon bạn. Ngon thì biết cháy, nó lắp hết rồi. Nó cơm nó mới chờ mãi trở thế về cơm đầy rồi cơm. Con về muộn mà. Con bảo đây mà về muộn rồi. Về ăn bánh được rồi. Thôi bữa ngày bánh xanh nhá. Ngon lắm. Ăn này mới ngon bạn. Để lâu. Còn thế.